Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Những bữa hôm nay, nhà em mới về để một con đài cassette với mã model là Sony CVS110S, dạ. Còn được gọi là Sony 3 cây gậy. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết của máy. Đây là phần loa bên trái, dạ. Đây là phần thân máy, dạ. Đây là Sony CVS110S, dạ. Ngoại hình thì máy còn khá đẹp dạ, không có bị xước sát hay là bị xước nệ gì hết. Đây là phía trên của máy, cái của mặt chi này rất là đẹp dạ, kim cương và rất là sáng. Này, em sẽ quay mặt phía sau của máy luôn dạ. Dây loa là dây loa zin cho máy luôn dạ, nguồn điện là đai dòng điện, máy đai dòng điện. Nhưng bên em đang để chế độ 220V cho dễ sử dụng nha. Đây là phần nắp pin. Số seri của máy là 274. Dạ vâng, quý vị nào có nhu cầu sở hữu liên lạc em qua số điện thoại 0938 303 454 Đạt Gò Vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên audio Đạt Gò Vấp sớm nhất có thể nha. Bây giờ em sẽ đi vào phần test tất cả các chức năng của máy Sony CVS110S nha. Đầu tiên là ra đi phần radio của máy thì là full 1.8 luôn nha. 1.8 bắt được tất cả các đài của Việt Nam luôn nha. Các chế độ chọn như là tap và radio trên đây. Bên này chọn AM và FM để nút tuning để mình dò đài ở đây dạ. Ngoài ra thì máy có 5 cần chỉnh quantizer hoạt động rất là tốt dạ. Đây là megabass đây dạ. Có 3 lăng cân bằng loa trái và loa phải, khi chúng ta để ở giữa như vậy thì hát đều hai loa. Và đây là volume tổng của máy. Đặc biệt thì dòng Sony CVS110S thì có chế độ auto để vườn đảo chiều ở đây dạ. Này đảo chiều. Các phim cơ còn bằng cassette rất là đẹp dạ. Các vần chữ rất là nét, rất đáng để sở hữu dạ. Đây là dòng megabass. Megabass là cho ra chất âm rất là hay và chi tiết dạ. Bây giờ em test được bản cập nhạc của nam ca sĩ Trường Vũ. Em chọn chế độ tap ở đây rồi. Đây là bộ lực, em chỉ bấm play. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mày đan dấu chân tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối. Ngày vui đã qua tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ thấy tim ngoài đâu buồn. Năm xưa anh đi từng đêm vàng võ vùng ngoại ô có người mơ. Hôm nào tôi đi quê cũ thương vì sinh cho non son. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá ngoài ô lắm khổ đau,
theo chân anh, vai sống lên cùng hiên ngang viết sự xanh. Chạnh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đây. Khóm hoa làm dẫu thưa lối xóm còn kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi mênh mang khơi nhiều những nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô. Tôi tới tôi lui chạy rất là tốt vậy. Bấm vào lay tiếp tục. Em ơi trái đất vẫn tròn. Vậy bằng cái phần mà bằng cách sẽ hoạt động tốt rồi. Dạ, em test cái phần mà radio của máy. Radio âm nghịch ở chế độ trên đây. Dạ. He tore them every day of his life and learned. Con nghĩ rằng lần này con đã viết xong. Con của bố, Judy. Chúc à, yêu đức tình cảm xúc. Mưa rơi thêm mát như khóc cho cuộc tình chúng ta. Nhanh đến cũng dần tan biến đi. Giọt nước mắt khóc cho bao nỗi trong tim, giọt nước mắt thì khoảnh khắc ta tìm thấy nhau. Tình yêu ấy chẳng bao đông dài, chỉ cần có hai chân. Dạ vâng, máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng đa dạng. Quý vị đã có nhu cầu sở hữu liên lạc với em qua số điện thoại 0938303454. Đàn Gò Vấp xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.